Hello, em xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì em cũng tranh thủ với hàng mới về. Em lên được ba cây máy mới, em lựa ra được ba cây máy cực kỳ đẹp nhé. Ba cây Maruyama, có hai cây tum rề và một cây tum liền, tình trạng cực kỳ là đẹp. Đấy. Em cũng xin quay sơ qua và tổng quát luôn về tình trạng ba cây này. Ba cây này thì có tất cả đều là trợ lực hết các bác nhé, cực kỳ đẹp. Đấy. Ba cây này mà cắt cỏ thì cực kỳ là thích hợp luôn. Ba cây cắt cỏ này, dòng Maruyama thì các bác cũng biết rồi, thương hiệu nó cực kỳ nổi tiếng mà cực kỳ bền nhá, nổi tiếng và cực kỳ bền. Nó ít ăn xăng, bền bỉ và nó rất là dễ tiện dụng, rất dễ sử dụng hơn những cái dòng mà bình xăng trên hay là những cái dòng khác của bình xăng dưới khác. Dòng Maruyama này nó rất nổi tiếng rồi. Đấy, giờ em sẽ sơ qua tổng tiếp tục quát luôn. Sơ qua này, đây là giật trợ lực nhá. Đây, tình trạng cái này rất là đẹp. Đấy, cái này mới cực kỳ đẹp luôn. Tình trạng cái này như đóng hộp trong hộp ra các bạn. Mà lại rất hiếm khi những dòng có tum liền, tum rời này như này nhá. Dòng tum rời như này thì nó thứ nhất rất là bền bỉ này, rất là bền bỉ. Bố này thì rất là ít hao bố. Đấy. Ít hao bố, rất ít khó hư cái bố đấy, ít khó hư cái tum này. Đấy, tum rời. Tình trạng máy rất là đẹp. Đấy, cây này là cây Amaru 26, nòng 34D, 26cc nhé. Nó ghi là 26 đây. Quay sắc nét hơn một chút cho các bác. AD26A. Đấy. Tình trạng cái này cực kỳ đẹp nhé. Chế One Row. Tình trạng rất đẹp. Cái này cái số 1. Tình trạng rất đẹp. Giật trợ lực. Tiếp theo là cái số 2. Cái này cái tum liền nhé. Tum liền. Cái tum liền nhưng mà được cái đó là tum lớn nhé. Tum liền lớn. Rất là khó khư tum. Đấy, cực kỳ là lợi. Với lại trợ lực lớn, trợ lực rất là lớn. So với cái trợ lực bên này thì cây bên này trợ lực nhỏ hơn cây bên này. Đấy, trợ lực lớn rất bền. Lắp còn rất là rin, rin nguyên bản. Tất cả những cây Maru này những bác nào xài không quen ấy, từ những bác các bác nào mà chưa xài hàng Nhật bao giờ ấy, thì để ý giúp em. Nó tất cả hàng Maru, nó có dập cái chữ Marine Japan ở phía sau lốc nhé. Phía sau lốc này. Đấy, các bác chịu khó nhìn xuống đây, nhìn thẳng vào trong này sẽ có cái chữ Marine Japan, nó nhập thẳng vào. Đấy. Cây này thì tình trạng rất đẹp, lắp xăng kín. Sử dụng rất là hát, nói chung là rất là bầm bổ, rất là hầm hố nhá, cực kỳ hầm hố luôn. Đấy, cây số 2 này tum liền. Đấy. Tiếp theo nó là cây số 3, cây tum rời này. Đấy, cây này ui, cây này rất đẹp luôn các bác này. Cây màu đỏ này. Hàng em mới về luôn. Đấy. Cực kỳ là đẹp. Tum rời này, tum nhôm này. Đấy, tum nhôm. Những dòng tum nhôm này các bác về mà vừa làm vừa phát cỏ vừa chế cháo có thành máy xịt thuốc thì cực kỳ là lợi nhá, tiện lợi. Một ăn nói chung là một nhân hai luôn, một tên trúng hai đích luôn các bác. Đấy. À. Cái này tình trạng rất đẹp, bô sáng này. DC26 DX. Cái này có rất trợ lực nha các bác, rất trợ lực này. Đấy. Rất trợ lực. Rất là tiện. Cái dòng giật trợ lực đấy các bác rất tiện cái này các bác này, khi nào mà đang sử dụng đang phát cỏ mà mình nghỉ mình mệt ấy mà mình vẫn đeo máy lên ấy, mình vẫn giật nhẹ cái này nó nổ thôi. Đấy, kéo nhẹ ra chứ không phải giật, kéo dây ra, kéo từ từ ra đó, rất là tiện lợi. Tum rời, tum nhôm. Đấy, chế cháo các thứ đều được, về mình thích thay ra nắp cái gì cũng được hết. Về nhà mình đang phát cỏ mà lại muốn xịt thuốc tháo ra nắp xịt thuốc luôn. Đấy, cái số 3. Hôm nay ngày đặc biệt các bác nhá. Các bác mà mua hàng thì em sẽ giảm giá từ 1 đến 200 nghìn. Đấy, ví dụ như một cái máy khoảng độ 2 triệu thì còn 1,8 triệu thôi. Đấy các bác nhé. Các bác nói chung là ai chốt cái nào thì chốt nhanh cho em nhé. Số điện thoại của em thì em sẽ để dưới phần mô tả. Đấy. Rồi. Nói chung là em cũng nên sơ qua vậy thôi. Ai ưng thì em sẽ test nổ qua Zalo cho các bác nhé. Kéo nhẹ cho cái là nổ. Rồi em sẽ ngày mai ngày thứ hai rồi bắt đầu bưu điện nó đã hoạt động rồi. Em sẽ đi đóng hàng tiếp và gửi về cho các bác nhé. Cảm ơn các bác.